Bà Phương Hằng tuyên bố đâm đơn kiện Trang Trần lên bộ công an vì livestream ép cung Hồ Văn Cường. Trang Khàng tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, CEO Đại Nam tuyên bố. Từ sau livestream Trang Trần đến nhà Hồ Văn Cường để hỏi rõ vấn đề tiền bạc, năm ca sĩ đang phải đối mặt với sức ép lớn từ dư luận. Là người đứng ra bảo vệ Hồ Văn Cường từ những ngày đầu của vụ lùm xùm, mới đây bà Phương Hằng có phát ngôn sốc liên quan đến Trang Trần. Chiều ngày 13 tháng 10, CEO Đại Nam cho rằng chính quản lý Phi Nhung đã kêu Trang Trần qua nói chuyện với Hồ Văn Cường, ép cung nam ca sĩ, sau đó đối mẹ con cậu bé ra khỏi nhà. Vợ ông Dũng Lò Vôi cũng tuyên bố sẽ kiện Trang Trần vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Trang Khàng tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi sẽ làm đơn gửi bộ công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị, đủ quá hết vui rồi. Cũng trong livestream, bà Phương Hằng hứa tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ đồng nếu phía Phi Nhung chứng minh được tiền thưởng 180 triệu đã gửi cho mẹ ruột nam ca sĩ ngay từ ngày đầu cậu bé nhận giải quán quân thần tượng âm nhạc nhí. Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn nếu thực sự có thì chị gái và mẹ hồ văn cường đã không khốn khổ như vậy các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé